xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mid đại trong bài học ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài học khác về loạt video hướng dẫn học phần mềm adobe audition một phần mềm chuyên về thu âm và chỉnh sửa edit âm thanh tạo cái hiệu âm thanh chuyên nghiệp của hãng adobe thì hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn là muốn hướng dẫn các bạn thu âm cái một cái bài hát karaoke đơn giản nhất trên một cái nền nhạc karaoke có sẵn đây, tức là cái nhạc beat các bạn chỉ cần thu âm thôi. Dạ, thì để làm được cái việc này thì các bạn phải uh, có một cái uh, nguyên liệu để các bạn làm à, tức là một cái đoạn video và một cái đoạn uh, nhạc beat uh, nhạc nền đấy. Thì để uh, hướng dẫn các bạn làm sao để có thể lấy được một cái bản uh, video và nhạc nền thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, ở đây. Ví dụ như bây giờ các bạn vào YouTube đúng không ạ? Đấy, các bạn youtube các bạn vẽ, các bạn lót, các bạn sẽ ở đây ví dụ như mình có một cái bài hát sẵn rồi, đấy là cái bài hát uh, con quả bé bé đó, đấy rồi sau khi các bạn tìm đến một cái bài hát uh, như thế này rồi thì các bạn uh, vào trong chia sẻ này, các bạn lấy cái đường link, Được chưa? copy cái đường link này, sau khi các bạn copy đường link rồi thì các bạn vào trang hai trang web này này, à, một trong hai cái trang web này i 2 master các bạn uh, dán cái đường link nhập vào Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái uh, các cái video hoặc cái audio để cho các bạn download. Thì lúc này thì các bạn uh, chọn uh, cái này này, cái uh, trong .mv4 nha các bạn nhé, Đấy. mv Bốn này này, còn cái này thì các bạn không đưa vào được cái audition đâu. Uh, đây là cái các bạn download cái video các bạn nhé. Thì ngoài cái việc mà download video thì các bạn cần phải download cái audio nữa. Thì khi các bạn đã bấm vào cái bên cái audio này này Thì nó sẽ tự động um, tách cái phần âm thanh ra cho các bạn Lúc này các bạn chỉ cần bấm vào đây để download cái audio thôi Tức là cái nhạc beat uh, Hoặc là các bạn sang cái trang này Thì các bạn cũng có thể download được cái audio và cái video uh, Bên này có thể các bạn, cái trang này này X2convert.com uh, Các bạn có thể download được cái video này Hoặc là audio này uh, Audio bên này thì chất lượng cũng khá là cao 192Kbps uh, Đấy, các bạn bấm tải về là được hai cái bản như vậy là các bạn đã được có Có được hai cái uh, thư viện uh, là âm thanh và video đúng không đây cái video mình tải về đây và cái uh, âm thanh ở đây là hai cái này thì lúc này các bạn uh, mở Audition lên này mình sẽ tắt cái file này đi các bạn nhé phải bài hôm trước rồi các bạn mở Audition lên các bạn vào trong file đấy, sau đấy các bạn uh, bấm uh, đây các bạn import lên này À, import các bạn tìm đến đường dẫn các bạn uh, import vào hoặc là một cách nhanh nhất là các bạn vào trong này các bạn nắm kéo cả hai các bạn thả vào trong cái thư viện này thì nó sẽ được có hai cái uh, cái thứ nhất là cái âm thanh này Đấy chưa cái âm thanh thì nhạc beat các bạn nhé rồi cái thứ hai là cái video Ở để xem cái video thì các bạn vào trong này để xem video thì các bạn không xem ở bên cái cửa sổ waveform được nhé audio được các bạn nhé thì nó sẽ yêu cầu các bạn là sang bên cửa sổ multi track session để các bạn xem thì để mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn đầu tiên thì các bạn phải tạo một cái multi track này cái multi track hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi bây giờ các bạn có thể dễ dàng là các bạn vài file new các bạn chọn một track session hoặc là các bạn bấm vào đây thì cũng đều được hoặc là các bạn có thể vào trong này để các bạn tạo một cái multi track session các bạn đặt tên cho nó là con quả bé bé đi được chưa à, con quả bé bé đó à, quả bé bé rồi cái uh, template thì các bạn có thể không cần thiết mấy cái này các bạn cài đặt cho nó vào giữ nguyên hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi ok à, sau khi ok rồi thì các bạn sẽ thấy được là bên cái cửa sổ này nó sẽ có nhiều cái chắc cái cái chắc này là uh, chỉ bên này các bạn mới thu âm karaoke okay được thôi các bạn nhá bên multi chắc hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ cái multi chắc này rồi hôm nay mình sẽ không hướng dẫn nữa à, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để thu âm thôi đầu tiên là các bạn phải kéo cái file video con cò sang đúng không đây cái cái video video playback .mv4 này các bạn nắm các bạn kéo sang bên này thì lúc này nó sẽ đẩy cái video của bạn lên trên cái 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 chắc cái nha các bạn nha chứ nó không nằm trong cái chắc một đấy lúc này thì cái video nó đã hiển hiện thị lên trên cái uh, trang video của bạn rồi này các bạn nhìn thấy chưa đấy nó sẽ hiển thị cái dòng karaoke cho bạn tin nữa các bạn nhìn thấy cái cái việc mà đưa cái video vào đây nó chỉ là một cái nền thôi các bạn nha để cho các bạn thấy cái chữ để các bạn thu âm các bạn hát thôi chứ nó không có cái cái gì khác nữa đấy sau hộ tin nữa cái ví dụ như xong rồi thì các bạn có thể xóa cái này đi được chưa đấy, xóa cái này đi các bạn là lưu cái file ghi âm của các bạn đấy à, tiếp theo là các bạn phải đưa một cái nhạc nền vào đấy, cái nhạc nền đây các bạn đưa cái nhạc nền này vào à, tất nhiên là khi các bạn đưa nhạc nền vào nó sẽ cần vượt các bạn nhé à, nó sẽ cần vượt à, này các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy được nó cần vượt à, cái file way 4008 đấy các bạn nhìn đây đó đây là cái file đã được cần vượt và lúc này các bạn nên nhớ là các bạn phải kéo cái cái video và cái âm thanh sát với nhau để cho nó trùng cái nhạc 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 beat đấy các bạn hiểu chưa nhạc beat à, cái này này nó trùng với nhạc beat tại vì cái video nó chạy bắt đầu chạy thì âm thanh nền nó cũng bắt đầu chạy Nên lúc đấy thì các bạn mới có thể bắt đầu ghi âm được các bạn hiểu ý mình chưa đấy, cái việc đầu tiên là các bạn đã xong rồi đúng không đấy, cái việc thứ hai à, là các bạn à, làm theo theo mình tức là à, bây giờ à, các bạn như này à, các bạn để để chỉnh sửa âm thanh thì các bạn lại qua bên kênh uh, nomo các bạn nhé các bạn à, qua cái uh, waveform này, này. đấy lúc này các bạn chỉnh sửa âm thanh, lọc gì đấy, ví dụ như các bạn cắt đầu cắt đuôi. Ví dụ bây giờ mình cắt cái đoạn này đi thì các bạn sẽ thấy được là à, cái phần này bên cái uh, multi chắc nó cũng bị cắt theo các bạn nhé Nó cũng bị nó cũng bị cắt theo. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó bị cắt theo. Nó cắt theo đến đây. À, và khi các bạn qua waveform, các bạn cần Z lại, các bạn lưu lại thì bên uh, multi chắc nó cũng uh, tự động nó update đến hết cái bài hát. Đấy các bạn nhìn thấy chưa Ok, à, đến hết bài hát Rồi lúc này thì cái nhiệm vụ của bạn là Tạo một cái file để các bạn thu âm cái âm thanh cái bài hát của các bạn trên cái nhạc nền này thôi à, Cái việc này thì cũng rất là đơn giản Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi Đúng không? Đây à, Mình sẽ cho nó lớn lên để các bạn dễ thấy Được Rồi à, Các bạn sẽ thu âm trong cái chắc này Chắc hai này Để thu âm trong cái chắc hai này thì các bạn đặt một cái studio uh, Là USB À, là cái cái mic mà các bạn hát đó, cái mic này nó quan trọng các bạn nhé Tại vì các bạn chọn cái mic tốt thì cái âm thanh nó sẽ lọc tốt hơn các bạn nếu các bạn bắt buộc phải uh, uh, cái gì nhỉ bấm am for record thì lúc này nó mới thu âm cho các bạn chưa đấy các bạn bấm vào đây khi nó nhảy nhảy như thế này là bắt đầu thu âm được đấy. khi bắt đầu thu âm thì các bạn bấm cái này đi đấy. các bạn uh, qua bên uh, video các bạn bấm để các bạn thấy cái chữ Ví dụ như bắt đầu mình thu âm bắt đầu từ con chó chuột bắt đầu từ đây đi Các bạn nếu như các bạn để thu âm nhạc nền trên hệ thống ấy Các bạn hiểu ý mình chưa à, Thì các bạn nên mắt cái này đi Mắt cái này này Mắt cái cái, cái âm thanh bên, bên Bên này các bạn hiểu ý mình không? À, tại vì khi mà thu âm nó có một có hai cái định dạng đấy bạn chỉ chọn tức là khi các bạn à, thu âm cả trên mic cả trên hệ thống thì à, cái những cái âm thanh nó phát trên cái loa trên cái máy của các bạn thì nó sẽ tự động thu luôn, nó thu đè lên cho nên cái mục này có khi các bạn không cần thu thu âm. Đấy, các bạn chỉ cần nếu như này thì nếu không chạy cái âm thanh các bạn hiểu không? À, thì tắt cái âm thanh rồi thì nó còn đâu nó chạy. Còn ví dụ như thế này đi. À, thì nó sẽ vẫn chạy âm thanh và cái âm thanh nó vẫn phát ra và nó thu vào cái mic của các bạn thì các bạn nên tắt cái này đấy là cái 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 mình mình lưu ý với các bạn tại vì nếu các bạn không tắt thì nó sẽ thu âm đè cả cái âm thanh này phát ra trên loa của các bạn và thu âm vào cái mic của các bạn Đấy, các bạn tắt cái này đi lúc này các bạn chỉ cần thu âm cái cái, cái âm thanh này thôi thì các bạn kéo lên đến đây để, để, bắt đầu này đấy, bắt đầu từ đây à, ok à, bây giờ mình thử các bạn nhé chạy này Đấy. Đấy, mình bắt đầu thu Ví dụ như mình bây giờ mình sẽ thu bài hát này nữa nó đậu canh tre đi không, hỏi mẹ biết đi đường nào. đấy ví dụ như mình thu như thế này, các bạn có thể thu hết cái bài hát của các bạn. nếu như nếu như các bạn các bạn thu mà không hay thì các bạn có thể uh, thu lại, uh, xóa thu lại. bây giờ các bạn sẽ tự mình sẽ cho các bạn thấy là cái uh, cái này, đây. rồi ok các bạn đã thấy là uh, cái này uh, nó đã có âm thanh và có lời đấy để, để chỉnh sửa cái âm thanh này thì các bạn uh, qua bên cái uh, đây các bạn thấy là track hai đúng không các bạn qua bên này các bạn chỉnh sửa cái âm thanh này đấy chỉnh sửa các cái uh, tạp âm gì, linh tinh ấy uh, sau đấy thì các bạn uh, sẽ thấy là tự động bên này nó sẽ uh, chỉnh sửa cho các bạn bên này nó sẽ chỉnh sửa tự động chỉnh sửa cho các bạn này, đây, đây nó sẽ sạch, bên này sạch hơn đúng không? đấy, thì ví dụ như hoặc là các bạn có thể tăng cái âm thanh lên âm lượng lên nữa, thì các bạn kéo đây, thì nó sẽ tự động lưu bên này cái âm lượng nó sẽ tăng lên trực tự động cho các bạn đấy. Đấy. và các bạn có thể cho nó một vài cái hiệu ứng nếu như các bạn thích ví dụ chat linh tinh vân vân ở trong này hôm trước mình đã hướng dẫn cho bạn một vài cái hiệu ứng rồi và các bạn có thể vào trong này để tìm hiểu thêm các cái hiệu ứng đấy mình thấy là cái hiệu ứng nó khá là hay à, đấy à, sau khi làm xong rồi đúng không thì um, các bạn uh, lưu file thôi để cái lưu file xuất file ra thì các bạn vào export đấy Đấy thì các bạn vào trong file này các bạn export thì các bạn thấy là bên trong export thì nó không có cái export file nữa mà ở đây nó có một cái export gọi là export uh, multi track mixdown và cái export uh, to Adobe Premiere cái phần mềm xuất ra cái phần mềm Adobe Premiere hoặc là export với cái uh, uh, Adobe Media Encoder thì đối với các bạn mà không chuyên về đồ họa ấy, Thì các bạn không cài mấy cái này thì nó sẽ không có các bạn nhé Thì các bạn phải phải cài Ở đây các bạn chỉ cần bấm vào cái này này Đấy Transition Thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ cho các bạn Lúc này các bạn đặt tên cho cái bài hát này Cái bản thu âm của các bạn Thứ hai là cái nơi mà các bạn cần lưu này Các bạn bấm Browse để lưu về ổ đĩa Tiếp theo là cái quan trọng Cái format của cái, cái file âm thanh của các bạn các bạn có thể lưu cái file âm thanh ở như chất lượng cao là FLAG là Free lossless Audio Codecs Đấy tắt, um, FLAG là viết tắt của Free lossless Audio Codecs, đây định dạng cực kỳ chất lượng cao các bạn nhé à, Rồi các bạn có thể lưu ở những cái định dạng khác, ví dụ như uh, Windows Media Audio Hoặc là MP2, MP3, quan trọng là các bạn lưu những cái dạng phổ thông nhất để các bạn có thể uh, Chia sẻ với mọi người hoặc là các bạn uh, có thể chơi trên tất cả thiết bị tại vì mp3 là một cái bản định dạng file cực kỳ thông dụng đấy các bạn chọn mp3 à, trong lúc này thì các bạn chọn cái uh, uh, bitrate cho nó từ 1900 đến 320 là cái chất lượng cực kỳ cao như các bạn đã biết thì hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn ở trên Zing MP3 là uh, có một cái định dạng chọn là 320 kb thì cái định dạng này là rất là cao các bạn có thể từ 1000 192 đến uh, 320 nhá các bạn chọn cái nào cũng được càng cao thì cái chất lượng uh, càng cao và cái dung lượng của cái file của bạn càng cao, được chưa? ở đây thì uh, cái này thì các bạn để stereo được rồi, tại vì để stereo là để uh, cái 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 cái, um, cái hai cái cái kênh tai trái và tay phải đều nhau. lúc này các bạn chỉ cần xuất ra thôi. ở đây mình sẽ xuất ra đi top các bạn nhé, để cho các bạn thấy. ví dụ như audition này, mình sẽ đi top trong đi top của bộ thư mục audition. rồi ok mình sẽ lưu lại đấy à, và nó sẽ bắt đầu xuất tùy vào cái dung lượng uh, file của các bạn mà nó xuất ít hay nhiều nhanh hay chậm đó đấy, mình sẽ mở Audition lên thì trong đây có một cái thư mục là con quà bé bé mít đào này để mình sẽ kéo vào Audition để mình mở cho các bạn nghe luôn à, con về bé bé mít đào đây cái file mà các bạn là uh, vừa uh, xuất vào thu âm đây À, các bạn nghe chưa rồi, Ở đây là một cái file karaoke các bạn nhé Và lúc này các bạn xuất ra rồi các bạn ghép vào Các bạn dùng một trong những cái phần mềm uh, Để các bạn uh, ghép cái đoạn video của các bạn vào trong cái đoạn karaoke đấy Để cho nó thêm thú vị hơn hay hơn À, ví dụ như các bạn dùng các cái phần mềm như uh, Premiere này là một phần mềm rất là chuyên dụng cho cái việc mà dựng uh, video. Còn nếu không thì các bạn có thể uh, ghép trong cái phần mềm uh, Proshow Gold hoặc là Camtasia. Đây là một trong hai những cái phần mềm mà mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng trên cái kênh YouTube của mình rồi. Nếu các bạn chưa uh, chưa dành về cái hai phần mềm này thì các bạn có thể vào trong kênh YouTube của mình để các bạn uh, có thể xem cái hướng dẫn. Đấy, thì cái bài học ngày hôm nay à, đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học tiếp theo trong loạt video hướng dẫn học phần mềm adobe audition trên chỉnh sự âm thanh à, chúc các bạn thành công